Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn ở tỉnh Đắk Lắk đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Tại huyện Esup, mô hình chợ truyền thống kết hợp hiện đại đầu tiên được xây dựng theo hình thức xã hội hóa tại một xã vùng biên, kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội giao thương, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Tiện lợi, an toàn và vệ sinh là cảm nhận của người dân khi đi mua sắm ở chợ Erop, huyện Esup. Trước đây có nhiều mặt hàng người dân phải mua ở các thành phố lớn, thì nay khu chợ này đã có đầy đủ từ thực phẩm đến đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh và nhiều mặt hàng cao cấp khác. Tôi là người dân của xã Erop đây, thì trước đây thì chợ tạm thì nó không được sạch sẽ và khang trang như bây giờ, hàng hóa thì nó ít hơn. Bữa nay thì kiểu là nó nhiều hơn và thuận tiện hơn, thì xe cộ rồi, nói chung là cái gì cũng khang trang sạch đẹp hơn. Trước đây chợ cũ Erop có gần 300 tiểu thương kinh doanh buôn bán, do xây dựng đã lâu nên chợ xuống cấp, đặc biệt là các công trình vệ sinh và hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo. Từ tháng 4 năm 2022, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Erop đã khởi công xây dựng khu chợ mới trên diện tích 7.500 m² với quy mô 45 kiosk 2 tầng, 36 căn kiosk 1 tầng và 102 quầy sạp. Qua đó tạo điều kiện cho tiểu thương có nơi kinh doanh, bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương. Không chỉ riêng ở địa bàn Erop mà các địa bàn xã lân cận cũng đã đến đây để giao thương và mua bán, thúc đẩy cái dịch vụ thương mại của xã nói riêng và của huyện nói chung, góp phần là để đẩy nhanh cái tiến độ về đích nông thôn mới của xã. Thứ hai nữa là cũng tạo điều kiện cho nhân dân là phát triển kinh tế, góp phần vào tăng thêm thu nhập của bà con nhân dân. Xã Erop nằm giáp với các xã Ele, Chikabang, IARV và IAZLEI. Vì vậy, chợ Erop có vai trò như chợ đầu mối, phục vụ nhu cầu mua sắm cho khoảng trên 20.000 người, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới. Huyện Esup có 10 xã thị trấn, nhưng hiện chỉ có 3 chợ đang hoạt động kinh doanh. Ngoài chợ Erop, các chợ khác được xây dựng đã lâu, cơ sở hạ tầng không bảo đảm. Do đó, thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường công tác kêu gọi thu hút đầu tư, xã hội hóa các chợ nhằm xây dựng, phát triển hạ tầng thương mại nông thôn. Bởi đường xá trong này hồi xưa đây là chưa có đường đâu. Lúc tôi vào đây là chỗ đường, nhưng thấy bà con buôn bán thì nó với cả thứ hai là đi ra ngoài các huyện, thị trấn, thành phố nó không đảm bảo được cái bà con giao thương với nhau. Nên là tôi cùng với cả anh em vào nghiên cứu và đến 2 năm xây dựng và bây giờ đã hoàn thành đến cái tháng 7 này. Là đầu tháng 7 là chúng tôi đã cho bà con vào hoạt động rất là phấn khởi. Tỉnh Đắk Lắk có 148 chợ, trong đó có 39 chợ thành thị và 109 chợ nông thôn. Hệ thống hạ tầng thương mại đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, trong đó việc xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ đã phục vụ tốt hơn cho tiêu dùng và sản xuất. Trong thời gian tới, Ủy ban dân huyện sẽ tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư để xây dựng chợ trung tâm khang trang, sạch đẹp hơn để tạo điều kiện cho bà con tiểu thương vào kinh doanh buôn bán. Còn đối với các chợ còn lại trên địa bàn huyện, huyện cũng tích cực kêu gọi thu hút đầu tư. Tỉnh Đắk Lắk có 148 chợ, trong đó có 39 chợ thành thị và 109 chợ nông thôn. Hệ thống hạ tầng thương mại đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, trong đó việc xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ đã phục vụ tốt hơn cho tiêu dùng và sản xuất. Chuyển giao cho các cái doanh nghiệp và hợp tác xã thì họ sẽ được đầu tư khai thác một cách hiệu quả hơn. Nhà nước thì cũng không tốn kém một cái khoản kinh phí mà để mà trả kinh phí cho cái bộ máy quản lý. Thì sau khi mà đã chuyển đổi được các cái chợ sang nhà quản lý khai thác và kinh doanh đó, thì cái hoạt động chợ này đã đi vào hoạt động rất là ổn định và khai thác rất là hiệu quả và nhất là đóng cái nguồn ngân sách, thu ngân sách. Việc kêu gọi các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng chợ được xem là cơ chế hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, chủ đầu tư và nhân dân. Với cách làm này,
nhiều chợ, khu vực nông thôn đã được xây mới, cải tạo kiên cố khang trang, vận hành chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân.